Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu vừa quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường tại các nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Mục đích giám sát nhằm kiến nghị Quốc hội và các cơ quan liên quan sửa đổi bổ sung pháp luật chính sách liên quan nếu có, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ngành hữu quan giải pháp tháo gỡ khó khăn từ những vấn đề bức xúc đặt ra của các nhà máy chế biến thủy sản trong thực thi chính sách pháp luật bảo vệ môi trường, kiến nghị xử lý những sai phạm nếu có liên quan đến những ý kiến phản ánh của cử tri trong hoạt động của một số nhà máy chế biến thủy sản gây ô nhiễm môi trường thời gian qua, giải đáp ý kiến kiến nghị của cử tri về những vấn đề liên quan. Đợt giám sát lần này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giám sát trực tiếp tại Công an tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và một số công ty nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đợt giám sát diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8. Để tổ chức đợt giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã quyết định thành lập đoàn giám sát gồm 6 thành viên do ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu làm trưởng đoàn giám sát. Chiều hôm qua tại khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, 30 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị C4 niên khóa 1986-1988 trường Nguyễn Ái Quốc II và các thầy cô cùng người thân đã có buổi họp mặt ấm áp, thân tình và đầy ý nghĩa. Tại buổi họp mặt, bà Võ Thị Hồng Thoại, nguyên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã phát biểu ôn lại những kỷ niệm của lớp học, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp lại bạn bè và thầy cô. Lớp học C4 cao cấp lý luận chính trị có 64 học viên và sau tốt nghiệp, các học viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương đất nước. Trong đó có nhiều người giữ vị trí lãnh đạo quan trọng ở các tỉnh, thành phố trong nhiều lĩnh vực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Và đây là dịp để các học viên lớp C4 thăm hỏi sức khỏe, đời sống, công việc bạn bè, thầy cô, qua đó thắt chặt tình cảm ngày càng gần gũi, gắn bó hơn. Trong những ngày qua, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhiều cây cầu giao thông nông thôn cho các xã của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai. Đây là việc làm thiết thực của Hội đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp bà con nhân dân cũng như các em học sinh có điều kiện thuận tiện hơn trong sản xuất, giao thương và sinh hoạt. Chương trình Vượt Lên Số Phận do nhà văn, nhà báo Võ Đắc Danh sáng lập đã tổ chức khánh thành bàn giao 4 cây cầu và khởi công 1 cây tại xã Long Điền, Long Điền Đông, An Trạch, huyện Đông Hải và xã Phong Thạnh Tây, Tân Phong, thị xã Giá Rai. Các cây cầu có chiều ngang từ 2,5 m đến 3 m và dài trên 20 m, trị giá mỗi cây cầu từ 110 triệu đến 150 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Việt Lắm, nguyên cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ và nhà văn, nhà báo Võ Đắc Danh, người sáng lập chương trình Vượt Lên Số Phận, đã chia sẻ những khó khăn trong việc đi lại của bà con nhân dân và các em học sinh thời gian qua. Đồng thời cho biết, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên cả nước và kiều bào ở nước ngoài tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để Ban Liên lạc thực hiện được nhiều hơn các hoạt động an sinh xã hội, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài việc khánh thành khởi công cầu giao thông nông thôn, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng tổng số 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh xã Long Điền, Long Điền Đông, An Trạch, huyện Đông Hải và xã Phong Thạnh Tây, Tân Phong, thị xã Giá Rai với trị giá trên 100 triệu đồng. Để ghi nhận những đóng góp của Ban Liên lạc Hội đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh, huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai đã trao tặng nhiều giấy khen và bản tuyên dương cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho chương trình. Ngày 10 tháng 8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi tuyên truyền luật hợp tác xã tại xã Ninh Quế. Đây là cuộc tuyên truyền thứ 3 được tổ chức từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Hồng Dân. Có hơn 180 đại biểu là cán bộ các hội đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng ấp và nông dân tham dự. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được tiếp thu những nội dung trọng tâm của luật hợp tác xã năm 2012, chuyên đề bản chất hợp tác xã và những quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tiếp thu ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ ở cơ sở nắm vững những kiến thức căn bản về luật hợp tác xã để truyền đạt rộng rãi đến với người dân địa phương, góp phần thành lập và nhân rộng mô hình làm ăn kinh tế tập thể theo định hướng của Đảng và Nhà nước, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sáng nay tại xã Vĩnh Trạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bạc Liêu phối hợp với đoàn y bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám tầm soát bệnh phụ khoa miễn phí cho trên 500 chị em phụ nữ nghèo thuộc ba đơn vị phường 1, xã Vĩnh Trạch Đông và xã Vĩnh Trạch thành phố Bạc Liêu. Tại đây, các chị em được các y bác sĩ tiến hành siêu âm, nội soi, xét nghiệm tầm soát một số bệnh thường gặp có liên quan đến đường sinh sản. Đối với những trường hợp bệnh nhẹ, các chị em được cấp thuốc miễn phí, trường hợp bệnh nặng được hướng dẫn điều trị tại các bệnh viện.
đồng thời tranh thủ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Theo các chuyên gia y tế, Bạc Liêu là tỉnh dùng sông nước nên chị em phụ nữ dễ mắc các bệnh có liên quan đến đường sinh sản do thường xuyên lao động tiếp xúc với ao hồ, sông nước và các điều kiện độc hại. Mặt khác, các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được chị em quan tâm đúng mức, từ đó tiềm ẩn một số bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trà lúa hè thu của tỉnh Bạc Liêu hiện đã hơn 70 ngày tuổi, đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông. Những trận mưa lớn xuất hiện liên tục trong những ngày qua đã làm cho một số loại sâu bệnh hại lúa như cháy bìa lá, rầy nâu bùng phát mạnh, đe dọa đến năng suất trà lúa. Mặc dù ngay từ đầu vụ, nông dân đã phun xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại, nhưng mưa lớn kèm theo gió to và dông trên diện rộng đã làm cho bệnh lây lan nhanh chóng. Hiện nông dân và ngành chức năng đang khẩn trương thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ tối đa năng suất trà lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con nông dân. Vụ hè thu năm 2018, toàn tỉnh xuống giống hơn 58.800 ha, trong đó lúa trong giai đoạn đẻ nhánh chín và cho thu hoạch khoảng 8.000 ha, còn lại hơn 5.000 ha lúa hè thu đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông. Đây cũng là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất lúa. Tuy nhiên, theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến thời điểm này, diện tích nhiễm sâu bệnh các loại trên trà lúa là khoảng 44.450 ha, tăng gần 4.870 ha so với những tuần trước. Trong đó, diện tích nhiễm nặng là 750 ha. Ngoài ra, các bệnh như lem lép hạt, đào ôn bông cũng tiếp tục phát triển gây hại với mức độ ngày càng tăng. Một số nông dân cho biết bà con đã sử dụng tất cả các biện pháp để phòng trừ sâu bệnh. Thế nhưng với thời tiết mưa lớn kéo dài như hiện nay thì rất khó đảm bảo năng suất trà lúa. Như giai đoạn lúa mình bây giờ thì 70 ngày đó là thường thấy là như có dấu hiệu như là bị cháy lá do vi khuẩn hoặc là gầy hoặc là có nhầm miếng thì nó cũng có bị đau ôn. Nhưng mà những cái tình huống đó thì mình phải xử lý thuốc nhiều lần cho nên là chi phí nó cũng hơi cao hơn hàng năm. Lúa chỗ rồi mà bây giờ mưa rồi gió như thế này thế khác thì coi như nói chung là mình đâu có lúa nó đâu còn hấp thụ được. Nói chung là cái nhị phấn này kia cái nọ của nó là hoàn toàn gió nó vũ. Rồi có khi bây giờ mấy em thấy rồi là rõ ràng là cũng như là cái lá lúa mà nó bị tưa đó là do gió chứ không phải là tự nhiên cái bệnh đâu. Bệnh thì có cái bệnh cháy đầu lá rồi, nhưng mà riêng của nó gió này nó dập nó tưa, nhưng mà thời điểm này nó còn chưa nghe. Tới lúa mà nó chỗ mà nó có cái bông mà nó nặng hạt rồi đó, lúc đó nó còn mới nhiều nữa. Do vậy mà cái năng suất mình năm nay khẳng định là không bao giờ được cao. Trước những khó khăn của bà con nông dân trong vụ lúa hè thu, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai các lớp tập huấn hướng dẫn bà con chọn loại phân và thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa cho phù hợp. Đồng thời đặc biệt lưu ý, với thời tiết bất lợi cho sản xuất lúa như hiện nay, bà con phải tích cực thăm đồng để sớm phát hiện sâu bệnh hại lúa, kịp thời có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Hiện nay là rầy nâu đang nở rộ và dự kiến rầy nâu sẽ tiếp tục nở là đến ngày 12 tháng 8, 2018. Thời điểm mà phòng trừ rầy nâu có hiệu quả nhất thì từ ngày 5 tới ngày 15 tháng 10. Xin lỗi, từ ngày 5 tới ngày 15 tháng 8, 2018. Cô bác nông dân khi kiểm tra đồng ruộng phát hiện thấy có từ 3 đến 1 đến 4 con rầy trên một tép thì phải tiến hành sử dụng một trong những loại thuốc sau đây để phun xịt. Thứ nhất là có thể là chết, rồi chết sót hoặc là TTLS, rồi áp lao, vân vân. Cái đối tượng thứ hai mà cũng gây hại rất là nặng trong cái thời gian gần đây và theo dự báo là sẽ còn tiếp tục gây hại là bệnh cháy bìa lá luôn. Bón phân là cô bác phải bón phân là vừa đủ cân đối đạm lân kali, mà đặc biệt không nên bón thừa phân đạm vì đây là cái nguyên nhân chính làm cho bệnh nó nặng thêm. Cô bác có thể là kết hợp sử dụng các loại phân trung vi lượng để bón thêm để giúp cho cây lúa là thuận lợi trong việc là sinh trưởng phát triển và có khả năng chống chịu hạn chế được cái sâu bệnh được cái bệnh này. Theo dự báo của ngành chức năng, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, tình hình sâu bệnh vẫn còn tiếp tục gia tăng gây hại trà lúa. Do đó, nông dân phải thực hiện đúng hướng dẫn mà ngành chuyên môn đã khuyến cáo. Cùng với đó, phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó. Thời gian gần đây, gian tuyến kênh Phú Tòng thuộc ấp Nước Mặn và kênh Cải Dĩnh, ấp Cải Dĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, đoạn từ cống Nước Mặn và cống Cải Dĩnh đến chùa Hưng Thiện xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ sông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông,
cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất của hàng trăm hộ dân sinh sống dọc hai tuyến kênh này. Đáng quan ngại hơn, hiện đang là cao điểm của mùa mưa, nên tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra càng nhiều và đang ở mức đáng báo động, khiến nhiều hộ dân nơm nớp nỗi lo đất đai nhà cửa có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Mặc dù tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ kênh Cả Dĩnh và kênh Phú Tòng đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn loay hoay tìm giải pháp khắc phục, khiến cho người dân vô cùng lo âu. Nếu như trước đây, kênh Cả Dĩnh và kênh Phú Tòng, đoạn từ cống nước mặn và cống Cả Dĩnh đến chùa Hương Thiện, chỉ xuất hiện vài điểm sạt lở bờ sông dài khoảng vài trăm mét, thì ở thời điểm khảo sát vào sáng nay của đoàn cán bộ huyện Quỳ Vĩnh Lợi cho thấy, sạt lở bờ sông ở hai tuyến kênh này là rất nghiêm trọng. Ghi nhận thực tế cho thấy, đoạn đường từ cống nước mặn vào chùa Hương Thiện dài khoảng 3 km và đoạn từ cống Cả Dĩnh vào chùa Hương Thiện dài khoảng 5 km hầu như bị sạt lở hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn, có nhiều đoạn sạt lở đã ăn sâu vào sát đường giao thông công cộng, tiềm ẩn nguy cơ làm sập cả tuyến đường. Đất ruộng và đất rẫy trồng hoa màu của người dân bị đổ tuột xuống sông. Có những đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 3 đến 4 mét, làm hư hỏng đường giao thông, tạo nhiều hàm ếch, đe dọa nhiều nhà dân sinh sống tại khu vực này. Nhiều nhà dân bị sạt lở đến sát mép nhà và có thể đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào. Một số cầu giao thông cũng bị sụp lún do tình trạng sạt lở gây ra. Để đối phó với các điểm sạt lở này, người dân địa phương đã đóng các cây cọc bằng cừ tràm, cây dừa xuống các điểm sạt lở. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Người dân khu vực này cho biết, nguyên nhân chính gây sạt lở là do các tàu chở khách từ các nơi đến giếng chùa Hương Thiện. Hàng ngày trên hai tuyến kênh này có hàng trăm lượt tàu chở khách với máy công suất lớn chạy với tốc độ cao, tạo những đợt sóng liên tiếp đánh vào bờ. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, thì chẳng bao lâu nữa những căn nhà sát mép sông sẽ bị trôi tuột xuống kênh, đường giao thông bị chia cắt, cầu giao thông bị hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Trước thực trạng trên, nhân dân sống quanh khu vực mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan cần nhanh chóng có những giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở. Việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay. Đồng thời, về lâu dài, cần có những biện pháp phù hợp căn cơ, vừa khắc phục sạt lở, vừa đảm bảo bờ sông ở đây được ổn định lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.